Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2024, Quyền quỹ, Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Cần Duộc tổ chức hợp mặt doanh nghiệp kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2024. Trên địa bàn quyện hiện có hơn 1.500 doanh nghiệp, 3.500 hộ kinh doanh, 19 tổ chức tín dụng đang hoạt động. Khối doanh nghiệp đóng góp vào thu ngân sách nhà nước hơn 162 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách quyện. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp còn đóng góp vào công tác an sinh xã hội trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới trị giá hàng trăm tỷ đồng. Với phương châm khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của quyện, thành công của doanh nghiệp là thành công của quyện. Bí thư quyện ủy Cần Duột Trương Thanh Liêm cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp doanh nghiệp triển khai đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả trên địa bàn quyền. qua đó ông tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động ứng phó với mọi tình huống, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cùng chung tay góp sức vì sự phát triển chung của quê hương Cần Duộc. dịp này lãnh đạo quyền Cần Duộc trao tặng những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến các cá nhân doanh nghiệp đã đồng hành cùng huyện nhà trong thời gian qua.